Hôm nay giờ mình mới chịu sơn lại cửa hả? Mà sao trời? Sao vậy? Dân kiến sao trời? Cái đồ che lại, anh cắt mấy cái tông á, anh chặn cái hướng này nè, anh vừa che anh vừa chặn. Cái này để gì giữ vừa che hả? Vừa che vừa đi. Thế là dân tựa sơn người ta làm vậy không hả? Người ta dân chuyên nghiệp, còn mình có phải chuyên nghiệp đâu mà làm cái chuyện tào lao trời. Đây quất lên cái này ông nội, xong luôn. Đẹp đâu thấy vô thêm. Hù mẹ, hù rồi. Ok, đỡ đi, lỡ cho nó xấu. Lát nữa cái tôi xịt cái màu đen này luôn, xịt hết cửa luôn. Để cho ông ở ngoài ông nhờ ông vô ông khỏi nhầm nó tới. Nhầm không lấy được. Thì đó một không ông đưa sát cho là tao thấy à. Đù đẹp không? Mà thôi khỏi đi, khỏi rồi dính vô tường rồi kìa. Tường luôn rồi. Mấy cái kiến này, em giờ em chỉ có cách mà làm anh bảo vệ được cái kiến anh thôi nha, cái kiến của anh thôi nha, còn cái tường này em không bảo vệ được đâu nha. Có một cách rất là hay mà anh xịt anh không cần thoải mái luôn. Cái nào? Cái gì mà? Thôi quá. Anh lấy xà bông trang lại xịt chứ. Anh lấy xà bông giặt đồ trộn với nước á, anh mang đây em chỉ cho. Anh xịt thoải mái luôn. Này chỉ bảo vệ trên kính thôi nha. Đây. Không bột hả? Không bột. Rồi không bột đây. Này rất là hay nha. Cái này rất hay nhưng mà chỉ bảo vệ trên kính thôi, nó chỉ nó dùng nó. Thôi kệ đi. Anh giúp trong cho anh trường hợp này, nếu mà anh làm xong đây thì nó bụi nó bay lên thôi. Chứ còn mà có sao không ta? Xấu không? Không sao đâu. Đây. Cái cách này rất là hay, anh áp dụng trong trường hợp này áp dụng, nhưng mà em dùng bỏ vô là dàn xà bông đậm đậm đặc đó nha. Pha cho nó đặc lên đó hả? Ừ. Cái này là đặc rồi. Ừ. Đó. Mọi người đổ pha một miếng nước. Nếu mà nhà mà đang xây một cửa kính á, mọi người chịu khó làm vậy nó rất là công dụng nha. Không, đang xây là vì người ta đâu có thợ đâu, mình tự nhà tự xịt thôi. Nhưng mà nói chung sẽ có một cách mà áp dụng riêng, nhưng mà tùy trường hợp. Nhưng mà mình biết cách là được rồi. Biết cách là mình áp dụng trường hợp nào cũng được hết rồi. Đó. Có cái để mà phòng ngừa đúng không? Ừ. Anh đợi anh nhúng ướt cái xi nhan rồi anh lau đều lên cái mặt kính. Ông tôi sẽ làm thử đi, anh làm thử đi. Anh làm thử rồi tí ra không anh xịt thẳng lên kính luôn, anh chùi luôn rồi cách thử luôn rồi biết liền gì đâu mà. Rất là hay, cách này rất là hay. Lau đây này. Ừ. Lau lên đúng không? Ừ. Lau cho ướt hả? Cho nó ướt lên. Đó, là ướt kỹ lên. Máu mà dính cái ông đi bụi với tôi nè nghe. Đó, phải lau lên. Anh xịt mạnh vô cũng không sao hết. Nó xịt vô, nếu mà có lem lên cũng không sao hết á. Đó, cứ tự tin mà xịt không sợ gì hết á. Tự tin mà xịt. Đồ thấy cửa bóng đẹp không? Ừ. Đó, cứ tự tin mà xịt không sao hết. Trên này tôi chưa có lau. Nó hơi bám mấy cái cụm này nè, nó hơi bám mấy cụm này đó, thấy chưa? Sao không chỉ trời? Mà trước qua đây không có, bây giờ anh chùi đi, bây giờ mình giờ mình có hai ngất nè. Sao không chỉ để chụp cái đó bả đấy? Cho dù nó có khô luôn chứ mà vẫn chùi ra được. Anh có cụm nè. Ừ, có cụm đó. Đó luôn. Đây. Nó ra hết nè. Sao kỳ vậy? Đó, nó bẩn ra hết đó, thấy chưa? Sao nó ra hết rồi đó? Đấy. Nó như một cái gì bám nên mình kỳ y như là hòm trên tay, ông biết không? Biết. Như khói vậy, biết không? Đúng. Sao kỳ vậy? Vậy thôi ra rồi. Nếu mà cái này nó có khô thì chúng ta chùi một vẫn ra được, tại vì nó có một lớp bám xà bông lên trên đây rồi. Chúng ta chùi nó dễ ra. Ủa, nó y như khói vậy. Đó. Ê. Đó, đây nè, nó gồm gồm đây nè. Đó, chỉ cần các bạn làm một cái mẹo này thôi là các bạn có thể tự tin mà các bạn làm mà các bạn không sợ bị dính vô trong cửa kính nha. Cái này áp dụng vô trong cửa kính thôi nha, với bề mặt nào láng á, bề mặt nào càng láng như kính á thì nó áp dụng. Còn mà bên dính tường thì chúng ta ép buộc là phải dán keo, dán đồ, chúng ta chặn lại rồi. Đó thôi, chỉ áp dụng trong trường hợp này thôi. Ê, mà sao nó y như là một cái khói bám vậy không? Đó. Nè, nó có một cái bận nè, y đó. Như nè. Anh biết cái xà bông là lúc anh bôi anh cảm thấy nó trơn đúng không? Đúng không? Trơn nhưng mà cái kiểu nó bám như khói bám gì là vô lý. Ok, như vậy là ổn rồi đó. Anh cứ tự tin vậy, anh cứ tin anh làm không sao đâu. Thì lái đâu cũng được, nó không đó rồi. Không sao, rồi chui rồi, để tí chui cũng được rồi. Đó không sao đâu, không sao, cứ tự tin mà xịt, không sao đâu. Mọi thứ ổn hết á. Buồn mà tính là cái nước sơn đi sơn của tôi cũng đẹp đúng không? Ừ, đó. Đây, để tôi chịu lòng chùi cho các ngang được không? Chùi ra hết rồi nè, ra hết rồi. Nó đục nó ra hết đó, sao hay vậy ta, nó không bám luôn nè, nó bám hết đây nè.
nè, có cái chỗ này nãy mình xịt vô nè. Ờ nó y như là mình kỳ hòm á, biết kỳ hòm không? Biết. Đó nè. Đó vậy thôi. Đây là cách đơn giản mà anh áp dụng trong trường hợp đã áp dụng nha, rất là đơn giản vậy thôi. Nếu mà theo mọi người còn cách nào nữa, mọi người có thể bình luận ở dưới nha. Còn mà ba cái cách mà chặn này thì nó quá bình thường, mấy thợ sơn chuyên nghiệp người ta chuyên làm vậy là quá bình thường rồi, mình dán keo thì quá bình thường rồi, nhưng mà làm cái cách này nó cũng hợp lý ý hơn. Nói chung là có rất là nhiều cách để chúng ta chống sơn dính trên cửa kính, rất là nhiều cách, nhưng mà tùy trường hợp, nó áp dụng trường hợp là thì áp dụng. Ê, thôi tôi hỏi ông nghe nè, ông lý do tại sao ông biết và ông giải thích tại sao mà ông biết cái trường hợp này, ông giải thích tôi nghe coi. Từ đó giờ ông cho tôi với lại gia đình rất là nhiều mẹo rồi. Ừ. Nhưng mà từ đâu ông có? Suy em đi phụ hồ thì có phụ hồ liên quan gì tới sơn? Chứ mỗi lần đi phụ hồ mà dính này mấy ăn thở cơm cạo mà chết đi được. Cái này dính ai cạo? Phụ cạo chứ là thợ nào cạo? Nhưng mà trong quá trình đó là nó đã dính rồi mà ông trước khi sao ông chỉ trước khi người ta sơn dính đi? Tại vì lúc thợ cơ mình cạo lấy dao thép cạo thì mình cực quá đó, mình mới nghĩ ra cách này. À từ đó. Cái chỗ cực mới đâm ra là cái khôn ra. Ờ đúng. Đồ cũng đó, hay. Vậy thôi. Ê vậy ông chỉ tôi cái cực nào để tôi ló cái khôn ra coi. Anh có hết tiền, anh đưa anh này hết tiền đi được, anh cực quá, anh hết tiền xả, anh cũng kiếm tiền ra được rồi. Thôi, cái đó tôi không rồi. Ừ, vậy thôi, bây giờ là mọi người cách nào nữa, mọi người bình luận ở dưới nha. Để tôi.